Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch, tháng tương xung tiểu nhân quấy phá. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Dậu khi bước vào tháng thứ hai của năm 2024 Giáp Thìn, vận trình của con giáp này có rất nhiều điều biến động. Với cục diện tương xung chẳng những khiến các kế hoạch của những người tuổi Dậu, những dự tính sẽ bị đảo lộn mà nó còn tiềm ẩn cả những nguy cơ có kẻ tiểu nhân quấy phá, đâm sau lưng, thị phi bủa vây từ phía. Công việc trong tháng có chiều hướng lảo dốc, hiệu suất tinh thần giảm sút. Bản mệnh của những người tuổi Dậu thường xuyên phải đối mặt với cạnh tranh cả trong nội bộ lẫn bên ngoài, nhìn chung áp lực trên vai của con giáp này không hề nhỏ. Tuy nhiên, nếu có thể giữ vững ý chí, thấy khó mà không nản thì khoảng cuối tháng sẽ có cơ hội trở mình dưới sự trợ giúp của cát tinh. Tài lộc vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc nào cả. Hung tinh tác động còn dễ dẫn đến những nguy cơ hao tài, bản mệnh kiếm được tiền thế nhưng thất thoát cũng không ít, tiền vào rồi lại ra, rất khó tích lũy. Kinh doanh buôn bán gặp rất nhiều điều khó khăn, dễ bị đối thủ cạnh tranh hay là những vấn đề liên quan tới thị trường bị bão hóa. Vì vậy, người tuổi Dậu cần phải có những tính toán đổi mới để lấy lại vị thế của mình. Và để tìm hiểu chi tiết hơn về tử vi của những người tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch sẽ như thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video dưới đây nhé. Tổng quan về tháng 2 âm lịch năm 2024. Tháng 2 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 năm 2024 đến ngày 9 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Tháng 2 âm lịch là tháng Đinh Mão với thiên can Đinh nguyên thuộc hỏa và địa chi Mão nguyên thuộc mộc. Ngũ hành của tháng là ngũ hành lư trung hòa. Bước vào tháng 2 âm lịch, dường như mọi người vẫn còn đang bị cuốn vào những bận rộn sau ngày rằm tháng giêng. Thời điểm này, vạn vật đua nhau phát triển, những cơn mưa xuân cũng dần xuất hiện để nuôi dưỡng đất đai, mùa màng. Tháng 2 là tháng của những lễ hội, thế gian vui chơi, sự chuyển mình rõ rệt nhất của mùa xuân. Cây cối lúc này đâm chồi nảy lộc, người người vui vẻ chơi xuân. Thời tiết trong tháng 2 cũng dễ chịu nhất, không có cái nắng gắt của mùa hè, cũng không có cái lạnh cắt da, cắt thịt của mùa đông. Thời tiết bắt đầu có nắng, chỉ se se nhẹ một chút mà thôi. Tháng 2 âm lịch có 11 ngày rơi vào tiết kinh chậm, 12 ngày rơi vào tiết xuân phân và 4 ngày cuối cùng rơi vào tiết thành minh. Tiết khí kinh chậm thì thường bắt đầu vào ngày 6 tháng 3 hoặc là ngày 7 tháng 3 theo dương lịch hàng năm, khi mặt trời nằm ở vị trí 345 độ. Chữ kinh trong kinh chậm mang ý nghĩa là kích thích, là đánh thức, còn chậm tức là sâu bọ, côn trùng. Kinh chậm được hiểu là mùa sâu tỉnh giấc, là lúc sâu bọ tỉnh giấc sau một giấc ngủ đông dài. Thời tiết lúc này ấm áp, bầu trời trong xanh, sáng sủa, bắt đầu bùng nổ sức sống, gieo rắc hỗn loạn và mùa xuân của người nông dân. Vì vậy, người làm nông cần phải thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh để mùa màng trở nên phong phú. Đồng thời, trong tiết kinh chậm cũng là thời điểm quan trọng để đề phòng bệnh tật cho gia súc, gia cầm. Trong tiết kinh chậm thì người làm nông cần phải thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo mùa màng trở nên thịnh vượng. Còn với tiết xuân phân bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 hoặc là ngày 23 tháng 3 theo dương lịch, nó được bắt đầu sau tiết kinh chậm. Theo như Hán Việt thì xuân phân là thời điểm giữa mùa xuân. Lúc này sự hài hòa giữa âm, dương, mặt trời ở giữa đường xích đạo, ngày đêm đều bằng nhau ở hai nửa bán cầu. Tiết xuân phân là khởi đầu của mùa xuân ở Bắc Bán Cầu. Đây là thời điểm lý tưởng cho những sự kiện trọng đại như cưới hỏi, khai trương, xây dựng nhà cửa. Còn về tiết thanh minh thường bắt đầu vào ngày 5 tháng 4 dương lịch hoặc là ngày 6 tháng 4 theo dương lịch. Lúc này mặt trời chạm mốc 15 độ. Thanh minh thì thời kỳ thời tiết trong trẻo và tinh khiết nhất. Không còn những cơn mưa nhỏ của mùa xuân, bầu trời mở ra rạng ngời và thoáng đãng, thời tiết trở nên ấm áp, cây cỏ tự nhiên bắt đầu bước vào giai đoạn sinh trưởng, phát triển được gọi là thanh minh. Và chắc hẳn chúng ta đã quá quen với câu thơ, thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạt thanh. Thanh minh là thời điểm tảo mộ đầu năm để tưởng nhớ tới ông bà, tổ tiên. Thủ tục tảo mộ từ lâu đã trở thành một nét đẹp gắn liền với đạo đức, bổn phận của người Việt Nam. Thời tiết tốt làm cho cây cỏ tươi tốt trùm lên mộ, cần phải cắt tỉa và tảo mộ để làm cho nơi nghỉ ngơi của những người đã khuất thêm phần sạch sẽ.
tử vi chi tiết của những người tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch. Những người tuổi Dậu khi bước vào tháng thứ 2 của năm 2024 Giáp Thìn, vận trình của con giáp này có rất nhiều điều biến động. Với cục diện tương xung chẳng những khiến các kế hoạch của những người tuổi Dậu, những dự tính sẽ bị đảo lộn mà nó còn tiềm ẩn cả những nguy cơ có kẻ tiểu nhân quấy phá, đâm sau lưng, thị phi bủa vây từ phía. Công việc trong tháng có chiều hướng lảo dốc, hiệu suất tinh thần giảm sút. Bản mệnh của những người tuổi Dậu thường xuyên phải đối mặt với cạnh tranh cả trong nội bộ lẫn bên ngoài. Nhìn chung áp lực trên vai của con giáp này không hề nhỏ. Tuy nhiên nếu có thể giữ vững ý chí, thấy khó mà không nản thì khoảng cuối tháng sẽ có cơ hội trở mình dưới sự trợ giúp của các tinh. Tài lộc vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc nào cả. Hung tinh tác động còn dễ dẫn đến những nguy cơ hao tài. Bản mệnh kiếm được tiền thế nhưng thất thoát cũng không ít. Tiền vào rồi lại ra, rất khó tích lũy. Kinh doanh buôn bán gặp rất nhiều điều khó khăn, dễ bị đối thủ cạnh tranh hay là những vấn đề liên quan tới thị trường bị bão hóa. Vì vậy, người tuổi Dậu cần phải có những tính toán đổi mới để lấy lại vị thế của mình. Chi tiết về phương diện sự nghiệp của những người tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch. Bước vào tháng 2 âm lịch, bước sang tháng Đinh Mão, tuổi Dậu phạm phải cục diện tương xung thái tuế nên phương diện sự nghiệp chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Tâm lý bất an, dễ chảnh màng, quá trình làm việc vấp phải trở lực cho nên kết quả cũng chưa đâu vào đâu. Tháng này các kế hoạch bị đảo lộn, thường xuất hiện những sự cố, những sai sót nửa chừng. Bản mệnh phải tốn thêm rất nhiều thời gian và công sức để khắc phục. Việc thì cứ thế liên tục dồn tới không lúc nào mà ngơi. Cảm giác làm mãi không hết việc càng khiến con giáp này nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực và bế tắc. Thời điểm này các mối quan hệ nhân duyên của bạn đi xuống, tiềm ẩn nguy cơ có kẻ tiểu nhân rình rập khắp mọi nơi. Điều này cũng đè nén tinh thần, khiến cho bạn không có nhiều hứng thú khi làm việc. Người tuổi Dậu thường xuyên phải đối mặt với cạnh tranh cả trong nội bộ lẫn bên ngoài. Bên trong thì đồng nghiệp thường bằng mặt nhưng không bằng lòng, trước mặt thì sợi lời thế nhưng sau lưng lại có thể nói xấu, đâm trọt giọt ghen ghét. Bên ngoài thì tuổi này có thể bị đối thủ cạnh tranh giở nhiều trò thủ đoạn ngáng trở. Tất cả những điều này nhắc nhở con giáp tuổi Dậu cần phải chú ý tới cách cư xử của mình trong phạm vi công việc. Tuổi Dậu cho nên ôm tâm lý hơn thua tranh cãi tới cùng, bởi sau cùng chính bạn cũng chẳng được lợi lộc gì cả. Khi có bất đồng ý kiến thì tốt nhất dùng cách thức khéo léo và uyển chuyển để bày tỏ quan điểm của mình, chứ không phải là thích nói gì thì nói, càng khiến mâu thuẫn càng ngày càng trở nên lớn hơn. Nếu bạn không hành xử bình tĩnh và sáng suốt, không lấy đại cục làm trọng thì tuổi Dậu rất dễ bị tai tiếng, bị thị phi, nghiêm trọng hơn còn bị mất vị trí mong ước. Nhìn chung trong tháng này áp lực lên vai của bạn không hề nhỏ. Tuy nhiên nếu có thể giữ vững ý chí, thấy khó mà không nản thì khoảng cuối tháng nhờ có nguyệt lệnh lầm đất trường sinh và các tình hữu bật làm tăng đôi phần cát khí, lúc đó những khó khăn, những nguy cấp sẽ có người ứng cứu kịp thời và có cơ hội trở mình. Bản mệnh hãy thử nhìn sự việc theo một góc độ hoặc là khía cạnh khác hơn, hướng tới những điều thuận lợi và tốt đẹp hơn. Khi bạn thay đổi tâm thái, bạn sẽ phát hiện ra mọi việc cũng không hề khó khăn như mình vẫn nghĩ. Chi tiết về phương diện tài lộc của những người tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch. Về phương diện tài lộc thì tuổi Dậu bước vào tháng 2 chịu tác động của tương xung, đặc biệt là hung tinh đại hào nhập mệnh nên tài vận của con giáp tuổi Dậu đứng trước rất nhiều nguy cơ. Theo đó bạn làm gì cũng phải thận trọng suy tính trước sau để giảm thiểu rủi ro. Chỉ một phút sơ sẩy cũng có thể khiến bạn phải trả giá rất đắt. Dù có nguyệt lệnh lầm đất trường sinh hỗ trợ, bạn vẫn có khả năng kiếm tiền nhưng hao tổn cũng rất nhanh. Nhiều thời điểm tiền vừa vào cửa trước đã ra đi theo cửa sau, rất khó tích lũy. Người làm công ăn lương tuy thu nhập vẫn ổn định nhờ nguồn lương đều đặn hàng tháng, thế nhưng trong tháng này phát sinh rất nhiều chi phí bất ngờ khiến cho bạn phải một phen chao đảo, thậm chí rơi vào tình trạng vay mượn ấy có thể cầm cự được. Ngoài ra có thể thấy rằng nguồn thu nhập chủ yếu vẫn dựa vào công việc chính hiện tại. Bạn nên tập trung làm tốt công việc chính của mình, tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc, kẻo việc gì cũng nửa vời. Còn với những người tuổi Dậu đang làm ăn kinh doanh thì tình hình buôn bán cũng gặp nhiều khó khăn do thị trường càng ngày càng bão hòa. Còn giáp này còn phải chịu những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh, những kẻ ghen ăn tức ở. Vì vậy, tuổi Dậu cần phải có những tính toán đổi mới để có thể lấy lại vị thế của mình. Những kế hoạch đầu tư tốt nhất nên tạm gác lại hoặc là có sự tính toán thực sự cẩn thận. Bản mệnh dù có tiền dư giả trong tay cũng chưa nên bốc đồng mà đổ tiền khi chưa hề tìm hiểu kỹ thông tin. Thời buổi khó khăn, làm thật, ăn thật mà còn có khả năng cao phải bù lỗ. Làm gì thì cũng cần phải hết sức tỉnh táo, thận trọng, không nên tin người thái quá, kẻo rước họa vào thân. Chi tiết về phương diện tình duyên, tình cảm, gia đạo của những người tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch. Chuyện tình cảm, gia đạo của người tuổi Dậu trong tháng này cũng không mấy lý tưởng.
Mọi thứ nếu có thể giữ được ở mức bình thường đã là điều rất may mắn rồi. Chớ vội mong cầu những điều lớn lao hơn mà đốt cháy giai đoạn, kẻo có thể phản tác dụng. Tháng này, chính vì những tâm lý bất ổn, thất thường của những người tuổi Dậu cũng là một phần nguyên nhân khiến mối quan hệ của mình có phần chao đảo. Có thể là vì áp lực từ rất nhiều vấn đề khiến con giáp này nóng lạnh, giận hờn vô cớ. Thế nhưng cũng không có nghĩa là bạn được chút những cảm xúc tiêu cực đó nên lửa kia của mình. Điều đó chỉ gây ra những mâu thuẫn, những xung đột khiến gia đạo trở nên bất ổn mà thôi. Lưu ý rằng tháng này có thể xuất hiện đào hòa dữ là điềm báo có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại. Các cặp đôi dù có giận hờn, dù có chiến tranh lạnh thì cũng không nên tìm đến người ngoài, kẻo phạm phải những sai lầm khó chữa. Trong khi đó, những người độc thân thì cũng khó tìm thấy hạnh phúc của cá nhân mình ở thời điểm hiện tại, chủ yếu là do bạn không mấy hăng hái với công việc tìm hiểu yêu đương với ai đó. Còn giáp này có xu hướng khép mình, ngại xã giao hay mở rộng mối quan hệ, chỉ muốn tập trung vào công việc. Vì vậy mà chuyện tình cảm vẫn chưa có tiến triển gì mới. Về phương diện sức khỏe của những người tuổi Dậu trong tháng 20 lịch. Bước vào tháng mới, nhắc nhở những người tuổi Dậu cần phải chăm sóc sức khỏe của mình thật cẩn thận. Tinh thần căng thẳng, nhiều lo âu khiến cho bạn rất dễ bị stress. Tình trạng này nếu kéo dài có thể dẫn đến việc mất ăn, mất ngủ, ăn uống không ngon, giảm cân. Vì vậy, cần phải chú ý giải tỏa tinh thần kịp thời để tháo gỡ những suy nghĩ do áp lực từ công việc, từ tài chính, từ gia đạo mang lại. Trong cuộc sống thường ngày, bản mệnh nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây để có thể tăng thêm sức đề kháng cho mình, giảm nguy cơ mắc bệnh tật. Ngoài ra, tuổi Dậu cũng phải hạn chế đi xa. Trong trường hợp bắt buộc, nên chọn ngày tốt, hướng vượng để xuất hành sao cho thuận lợi nhất. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi của những người tuổi Dậu trong tháng 20 lịch, tháng tương xung tiểu nhân quấy phá. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh tử vi. Xin chào và hẹn gặp lại.